Yo, hello, what's up chào anh em nha. Chào quay trở lại với channel mình nghe từ đường phố đúng không anh nha. Chào anh em nghe cả chương trình từ đường phố đó bạn. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay trước và video cho anh em xem video, vẻ đầu video anh em xem like và một subscribe cho nó phát triển cho anh em rất nhiều. Ok, tiếp tục hành trình đô tốt bên sale mới anh em. Hôm nay thì là pull code quà quẩy con nào là anh em tiện hốt quà VIP cho nó bạn. Không biết là anh em lượm chưa? Chưa thì tôi đi lượm bạn nha. Này khá nhiều thứ để lượm luôn các bạn, đặc biệt là quà VIP anh em. Tuần này quà VIP thì khá là được, thêm đường lượt đánh boss anh em. Đó là hai ngày các bạn cày pull nhiệm vụ anh em sẽ nhận được phần quà, đó là tích lũy 100 FP. Khá là ngon hấp dẫn, anh em chưa nhận thì chính thủ nhận nha. Này, tôi vừa mới up cấp anh em, vừa mới up lên 59 hay sao ấy. Chính thủ làm luôn anh em. Hai tí cập nhật hình con nạc lại cho anh em. Hôm nay thì phải ngày mai anh em, ngày tới thì mới úp được cháu nó lên Zoro 10 sao. Tình hình thì vẫn đang cứ từ từ đấy anh em, kiểu tích tài nguyên thôi, không bung lụa vội. Ok, qua tầng mới luôn à. Mới vào làm qua nhiệm vụ đấy anh em. Ok, một dập nào. Tiếp tục chiến. Ok, tới luôn anh em. Cầm đồ, tiếp tục anh em vượt map nào. Chúng ta mà đi xa gớm nhờ. À, hết rồi anh em, đây yêu cầu cấp 60. Ui con xa. Thành tiệu anh em. Nhiệm vụ này. Ok, làm nhiệm vụ đây anh em. FP 2 lần. Bạn bè tặng nhận. Tiệm đồ chế tạo. Hai. Ba món. Ok các bạn xong luôn. Tiếp tục đến với từ đạo thần anh em. Nó phải sorry. Đạo trời anh em đã trên trời đã. Ok, bọn Victory ngay cái gì đâu mà. Có gì đâu anh em. Victory ngay. Chưa đủ nâng cấp đúng không? Ok, bọn chưa đủ nâng cấp được, cứ từ từ. Chiến dịch. Càn quét. Làm qua nhiệm vụ hàng ngày anh em. Nó lông dân là chỉ có bấy nhiêu thôi. Để tục cày luôn xong, bắt đầu hốt quà VIP, nó bắt đầu nhập cốt luôn anh em. Chiến trường 3 trận đúng không? Ok, bạn 3 trận chiến trường nữa. Úi trời, càng đi nhờ, càng đi nhờ. Trời, bạn càng chắc tôi mềm, bạn càng đi chắc tôi mềm. Zoro đâu, nên chém nào. Room. Úi trời, còn mình Zoro anh em. Đơn giản, gọn gàng. Ok, tiếp tục nào. Ba ván anh em, từ từ kiếm anh em kèo ngang kèo bật nhau sướng các bạn. Này tình hình đông dân anh em, càng lắm càng đét luôn anh em. Còn rằng cái đầu kịp bunty các bạn trước khi bị Zoro chém hẹo các bạn. Đúng rồi, kịp rồi. Sao đó, cầm anh em có ngang ngang tầm tí anh em, cái đầu bunty nó vẫn ăn tốt anh em đó. Vẫn bắt kèo mấy bạn này tốt. Đang kiếm cái quả cương linh về cho anh Zoro nữa cơ. Từ từ rồi, gì, kiểu gì cũng có anh em. Rồi nào. Ái da, một mình Zoro luôn à. Căng nha, 210 luôn. Ô, chỉ 10 sao rồi. Bạn cứ bình tĩnh đi, rồi tôi cũng bằng bạn thôi. Uầy. Khét thế. Nó cháy thế anh em, cháy thế nhưng khét thế các bạn. Xu vòng quay. Quay hai lần xu vòng quay đấy anh em. Kiểu gì có nhiệm vụ này mà làm luôn đi anh em. Làm luôn cho xong. Năm k hơn kim cương rồi. Thành tựu này. Điểm đăng nhập. Ok.
còn thiếu một nhiệm vụ gì nữa ta? Để xem nào, còn thiếu nhiệm vụ gì đây? À, hoàn thành hai nhiệm vụ tổng bộ anh em. Ok, làm mới nào. Làm mới nhiệm vụ tổng bộ này anh em. Biết là kịp không? Nếu kịp đủ 30 nhiệm vụ 4 sao là ngon luôn anh em. Tôi đang biết không biết là kịp không các bạn. Bây giờ thế này mới được nhiều 4 nhiệm vụ. Ủa lên quanh 8, 9 cái nhiệm vụ anh em. Chẳng biết có kịp đủ không nữa các bạn. Cố gắng thôi. Ok, hoàn tất. Xong anh em, quà VIP đây. 20 đợt đánh boss anh em. Rồi, phang luôn quả có đen dùng chung mới cho đằng này luôn các bạn. Hai cốt nhỉ, một cốt nữa từ từ. Nhập xong tôi đi lấy thêm cốt nữa anh em, có hai cốt mà. Đây có đen dùng chung anh em nhá, còn một quả dùng riêng nữa để tôi đi lấy. Ok bạn, có đen tôi mới nhận được mới là còn dùng được không, không biết. Nếu mà có đen trùng thì tôi cho anh em, còn nếu mà chưa dùng thì tôi dùng luôn. À đúng rồi nhá, có đen này anh em là nhanh tay lấy được này. Đó, cho các bạn này. À, có đen tôi dùng rồi, tôi đã có dùng hàng này rồi anh em nên không dùng lại nữa. Anh em nào chưa chưa dùng thì tranh thủ lấy dùng thôi. Ok các bạn. Quà anh em 17 thùng bia, 700 kim cương, 40 đợt đánh boss cũng được của nó anh em. 1k6, 6k3 kim cương nữa các bạn. Có chúng ta thêm được 3 lần nữa. Giờ hôm nay thì không tiêu linh tinh nữa anh em. Tích kim cương lại cẩn thận để quanh Zoro lên. Tích Zoro lại cẩn thận anh em. Chiêu mộ nào. Ô được 20 thùng rồi à. Ra thêm Zoro đây khỏi nói luôn anh em, mái đỉnh luôn. Mà hắn cứ ra được các bạn. Biết mà. Trước mắt thì hắn cứ ra được đã các bạn, nói chuyện tiếp. Chuẩn chống được 20 tấn anh em, đập được 2 phát nữa. Nốt chỗ này cũng chưa đủ. Oh, vừa đẹp anh em, nếu đập hết là phải chọn cán mốc 350 thùng bia đấy. Căng nhờ. Nhưng mà hiện tại chỗ đủ cũng không đủ các bạn, không đủ chỗ đựng mới đau chứ. Đã giống được hai, chống được 20 chỗ để đập tiếp. Chà 30 này. Chà năm quăng có khi đủ đấy các bạn, đập đi. Đã được 30 anh em. Đập hết trận này vừa chọn cán mốc 350 thùng bia nữa, có bia vàng luôn. Vừa đẹp. Ok các bạn. Nữ quà. Ok được một lần nữa. Thế đây là chơi sale mới nó không vậy các bạn, cái cảm giác khó chịu dã man nhờ. Từng xíu một các bạn. Kinh tế thì không được. Kinh tế thì không được anh em, ra chỉ cần tập trung đi luyện tướng thôi. Không đủ chỗ chống rồi. Cả 9 kim cương. Ok, một xém nữa là đủ rồi. Này có up con này được không ta? Ồ. Nhanh nhẹn. Bền bỉ. Chính xác, kiếm form anh em, nằm trong túi thôi. Đồ Flamingo này. Thôi thì nằm trong túi vậy anh em. Sinh khí không có tướng trùng mới đâu các bạn, thông minh cũng vậy. Căng nhà à, có chopper này. 2 3. Ok các bạn, chống túi luôn, làm cho chống túi thôi. 91 đủ đập được phát nữa anh em. Thè boss dã man là 16 túi nữa. Đập kiểu tiết kiệm dã man các bạn, muốn lần một phát nghe cay nhờ. Đùa thầy cay dã man anh em, tí nhé tôi cay coi. Ok các bạn, xem quên từ kẹo Big Mom anh em. Ôi trời ơi, tha hồ một tập anh em. Trời ơi, nãy giờ đi mò gần chết các bạn. Giờ này chúng ta có sự kiện Big Mom mà tôi quên anh em. Mà nhắm mắt như mình vừa úp ép úp luôn VIP 1 rồi thì phải các bạn. Nhận quả VIP là lên VIP 1, đúng rồi các bạn, lên VIP 1 rồi. Mà như quả VIP thì nó tự động về túi đúng không? Như quả VIP thì chắc nó tự động về túi anh em. Đâu rồi?
mà nhận đầu ở đâu nữa anh em, tầm này sao còn được. Ok các bạn, chúng ta thêm được một vài phần quà. Ok anh em nượm thôi, thêm được 25 thùng bia anh em, 35 được đánh boss. Ok các bạn cũng được. Chúng ta sẽ qua đánh boss cho anh em 3 lần nữa. 2. Định mua 8k kim cương nhưng mà tôi nghĩ để dành đấy anh em, để mua bên kia nó rẻ hơn. Bây giờ mua nghe đắt quá các bạn. Ui còn đổi được 2 lần nữa thôi á. Căng nhờ. Ok bạn, còn đâu thì chúng ta đổi dương may mắn Uta thôi. Ok anh em. Đây sự kiện máy chủ xe mới anh em còn 3 ngày nữa. 8k tôi thấy hơi đắt anh em, đổi bên kia thì rẻ hơn nên để dành gọn để tính sau. 5k được một cái bảo vật đỏ ngẫu nhiên này. Nhiều cái còn rất nhiều cái để chơi anh em, hiện tại chưa biết làm nào có bình tĩnh anh em. Hôm nay cứ nhập quá hột cốt à, VIP không thì là cũng tạm bỏ rồi. Nó dương belly dương gp anh em. Đó làm dương belly tiếp. Gần làm dương ấy anh em. Rồi, đó belly gp lại có rồi các bạn. Còn 35 thùng bia. Vớt được cháu S là không anh em. Luffy. Thằng này đập sắp 450 thùng bia rồi anh em. Nó loanh quanh quẩy sự kiện sương sương thôi, đập 450 thùng bia các bạn. Cứ quà cốt về liên tục, hốt liên tục anh em. Rồi, thì hôm nay là vẫn là đủ kim cương rồi anh em, đã sẵn sàng kim cương các bạn nha. Đợi thêm một hôm nữa thôi. Đấy, hôm nay ưu đãi mở cho này, ngày mai đây, ngày tới anh em 4k. Là chúng ta sẽ up zero lên luôn anh em. Ok, còn đầu video ngày mai chắc thôi tôi kết thúc đây anh em nhé. Hẹn gặp anh em kế theo, các bạn rồi theo video kênh tiểu tử đường phố rất là tiểu tử ở đường phố rất nhiều giờ thì bye bye, xin chào và hẹn gặp lại mọi người tiếp theo. Bye bye.